Hải chào cả nhà nha. Đây buổi sáng miền Tây các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em tiếp tục đi thăm mết buổi sáng các bạn. Đây, sáng sớm thì 6 giờ mình đã có mặt tại nhà anh Thân rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay buổi đi thăm mết buổi sáng cùng anh Thân để các bạn xem tiếp video nha. Đây buổi sáng mình bắt gặp cây me nhà anh Thân trái quá trời trái các bạn ơi. Khủng khiếp trái luôn. Sáng bữa màng sáng quá. Quá trời. Đây bác Thần nói ra các bạn. Bây giờ hai anh em sẽ đi thăm câu buổi sáng các bạn. Tùng như này chắc ngủ chưa thức. Hôm qua thì mấy anh em đã có một cái nồi cháo ếch buổi tối rất là ngon các bạn. Ai chưa xem clip nhớ quay lại xem clip phần 1 các bạn. Rồi Yên Gu, cần bên đây vẫn là cần Yên Gu các bạn. Rồi ở đây khu vực này có con nè. Vậy trời ơi trời dính ếch tới không thấy luôn các bạn ơi. Ếch nó nhỏ mà tới nhìn không thấy dính ếch luôn, tưởng đâu ruột, tưởng đâu không dính rồi. Trời. chết chứ thần rồi. Con ếch mày nó dính tới nhìn không ra luôn các bạn, tại mùa này ếch hơi nhỏ các bạn ơi. Ếch chín nhìn nó ra luôn. Ếch này nó chỉ gòi gòi như thế này các bạn. Ếch đầu mùa chưa bự. Bang. Em nghe bán hàng đầu tiên nha. Chú ếch bụ bẩm. Ngon. Rồi sắp tiếp với nhau các bạn ơi. Thấy được mấy người tiếng là ok. Giờ này buổi sáng đi thăm lại thì mấy anh em không có chịu chặn với những cái mùi thúi của mồi nữa các bạn. Thôi mấy anh em đi cái mùi mồi chịu không nổi. Em ru luôn hả? Hay là dính ếch nhỏ không thấy nữa. Em ru thiệt hả? Tâm câu buổi sáng em ru. Hai cần đầu tiên dính một các bạn. Hai dính một cũng có lý. Giờ mấy anh em sẽ cuốn cần luôn. Đây, giờ tiếp tục mấy anh em sẽ ra trường nữa các bạn. Gọi mọi người xem clip vui vẻ nha. Buổi sáng miền Tây thăm ếch. Đây là sống thật ở miền Tây các bạn. Những clip bên Nga Lâm TV hay là mình nói chung là không có dàn dựng hay là bất cứ cái gì hết trơn các bạn. Em ru thấy không các bạn? Sao rồi? Em không? Em ru nữa hả? Mình đi hết mùi. Hết cái mùi bùa. Đây, tiếp tục hành trình các bạn. Siêu to luôn không? Rồi, hết nằm đây. Đâu rồi? Gãy luôn. Cần bùa. Rồi. Đầu của năm gãy thế này. Câu năm. Phần câu của chú Năm đã bị thất thủ. Gãy cửa. Em cũng đỡ đi. Tiếp tục hành trình. Hôm nay thì buổi sáng bông súng nở rất là nhiều các bạn. Các bạn nhìn bông súng rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Ở đây thì rất là nhiều luôn. Bông súng nhìn rất là đẹp nha các bạn. Hôm nay dính liên tục luôn. Hả? Mấy cần em cái này trói đi. Thất thủ. Sáng này thấy không sơm tụ gì cho lắm các bạn ơi. Những cần bị hụt liên tục. Hết môi. Rồi hàng gì nãy giờ không có cần nào dính hết trơn các bạn ơi. Đây có mêu dân phụng bên này. Làm lưới chưa? Ôi trời. Làm lưới chưa? Sáng giờ dính mấy hết rồi?
Ờ nhớ trả ếch nha trời. Sáng thăm hết trơn lấy gì người ta quay phim. Đẻ chết gì? Luôn rồi. Hư đẻ hết trơn rồi. Hả? Đẻ gì? Có không? Nó nói chứ trả ếch nha trời. sao rồi? Chuột quá rồi. Đường này tối chuột chạy quá trời. Hư gì vậy nổi? Cắn thư hình hết rồi. Hết mồi vậy. Quá trời dấu dò. Không sao rồi. Mùa này cắm chắc không sao rồi. Tại chuột nhiều quá. Con chuột nó cắn hết. Cắn hết luôn hả? Trời ơi trời. Chuột nó ăn hết. Bệnh hết của mình. Lâu lâu dính được có một con. Mình chuột nó khè. Chúng nó càng khè thì. Rồi. Xong. Có một vòng xong. Không xin nè. Ngán hết rồi hả? Ngán hết. Rồi. Ngay chỗ cái rùi đá. Nhớ cần không trời? Trời. Gạo không thì thằng ơi. Cục mồi. Bữa nay buổi sáng là không may mắn hơn nha các bạn. Ếch chín cũng ít quá. Tôi chụp cái vô hoài. Toàn là chuột nó phá không các bạn. Sống miền Tây thế này các bạn, đôi lúc cũng không có dễ ăn như người tưởng nha, có trúng có thất nha các bạn. Đó, nhưng mà đổi lại một được cái hành trình cũng khá là thú vị các bạn. Chứ phải lúc nào nói miền Tây dễ ăn quá, cá tôm nhiều quá, không phải. Nhiều lúc cũng thất, cà chập cà giọt hoài các bạn. Đây là cuộc sống của nông dân bươn chải từng ngày các bạn. Cái gì đời sống cũng bấp bênh lắm, nếu mà thoải mái hay là cuộc sống nhàn nhã quá thì người ta ít có ai đi Bình Dương bán cái tương. Ây da, xem tiếp video các bạn ơi, trời ơi gai. Dính, con này trọng các bạn ơi. Trời ơi trời, đi sáng giờ mới thấy chân sảy nghe ơi. Sảy cái bệnh luôn. Trời trời, con thứ tư các bạn ơi. Thằng thật thù quá. Thằng này trọng nè. Tối phải được ở này không ngon ha. Nói trên cái đường kinh này coi chừng có dính. Sợ là sợ bị chuột phá thôi. Cả đó mới ngon. Con nãy chết chứ cũng cả này. Cả này à? Nãy bị chuột ăn hết con các bạn ơi. Chuột nó xử giùm. Đúng ra là tới 4 con. Xui.
xui quá. Không phải đâu, mình ăn chuột hoài rồi đâu, muốn chuột cái nó ăn đồ mình. Nó phá mình. Mình phá nó, giờ tới nó phá mình. Rồi xem tiếp bây giờ các bạn. Bữa nay không được như ý muốn gì cho lắm các bạn ơi. Cũng còn mới cần mà sao thấy thất thủ quá. Hy vọng là mấy cần sau dính liền luôn. Ngon lành. Tiếp tục các bạn. Quên cần luôn hả? Trời sáng sọt gội đó nghe thần ơi. Đói, cảm giác đói rồi, sáng anh em đi không có ăn sáng các bạn ơi. Có cảm giác đói rồi đó. Rồi cắn mối là ăn mồi chứ đâu. Há mồi. Há bị ốc không. Ừ, đi kỹ. Ây da. Ngon. Cái bãi bãi đẹp quá đẹp luôn mà không lên tắm trời. Đẹp quá nữa. Hơi gãy ha. Hả? Đứt lưỡi. Vậy đó. À bị chuột ăn. Nó còn mấy cần nữa các bạn. Hả? Còn mấy cần. Ừ. Hy vọng các bạn xem được cái hành trình nó đi cắm câu ếch thổi giải trí các bạn. Vui là chính. Em vô. Rồi, chuột. Chuột phá các bạn. Đứt lưỡi. Nó cắn nhầm luôn. Rồi hôm đang ăn cháo ngon lành. Dứt vô sâu. Bỏ cửa chạy lấy người. Đang ăn ngon. Cái mọc nguyên sâu. Sợ luôn. Dính con nữa các bạn ơi. Sợ hên vậy. Bận về dính cái ếch bự. Rồi tổng cộng là 5 con. Vượt 1 con cần nữa nghe. Còn cần nữa hả? Chưa chắc đâu hả? Chưa chắc đâu ạ. Mới cần cuối các bạn. Trong ếch miền Tây. Ngon. Xém nữa thất thu rồi. Cũng có lấy đây, tính ra mấy con này bự không á. Bự hơn mấy con tối à. Con đá con. Trời ơi bụng kêu ọ. Rồi ra đây là buổi sáng các bạn. Mấy anh em sáng sớm là đi thăm rồi. Chưa ăn uống gì chứ. Rồi chắc trước qua cái lúa ở đây quất luôn á. Đó bụng. Bụng nó làm ọt. Rồi đi xe góc núi sẵn đi. xe gì? Xe máy cắt. Giờ còn cần kia nữa các bạn, không biết có dính hay không. Tới hết cần đó thì mấy anh em rút quân. Buổi sáng bể đầu. Gán kiếp chục con mà không đủ rồi. Gặp chuột phá nữa. Tôi đi tâm rồi. Hình như ở đây có cái bãi bự chà bá, tới dính con không? Dính không? Đừng cố dính luôn hả? Cái chỗ cái bãi hồi tối chà bá nữa vậy. Ồ, dính con nữa các bạn. Ngon. Ếch trồng chuối. Có lý các bạn, ai dân lưới cái này trời. À, lưới của mấy cương. Cái chụp cái chuột, cái chụp chuột. Chuột cái cắn lưỡi luôn à. Lưỡi này dễ dùng nó. Rồi cuối cùng buổi đi thăm câu buổi sáng là được tổng cộng 6 con mà bị hư đĩa hết một con các bạn. Bị chuột cắn bầy nhầy banh sát luôn rồi. Đây, sáng thì chuột ếch hơi chậm hơn hồi tối các bạn. Rồi nghe có lý nha. Tính ra nhìn như đây bằng đêm hôm. Bằng đêm hôm á, ếch hồi tối không bự luôn. 5 con. Ngon lành. Để kiếm mồi ha. Đi mấy tiếng hồ. Vậy là xỉn rồi đó. Xỉn rồi. Đây, buổi bắt ếch của mấy anh em cũng khá cũng đỡ các bạn ơi, không đến nổi nha. Hi, xin chào mọi người nha. Bây giờ mấy anh em nói lời tạm biệt các bạn. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ hành trình mấy anh em đi thăm câu. Tuy không trúng nhưng cũng có một cái buổi trải nghiệm ngoài đồng buổi sáng cho mọi người xem. Hy vọng mọi người xem clip vui vẻ nha. Bây giờ bye bye.